Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Win Tran, được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi là Dr. Win Tran Official. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về đau lưng, thoát vị đĩa đệm và gãy cột sống. Thưa quý vị, đau lưng là bệnh rất hay thường gặp và các nghiên cứu chỉ ra là ít nhất mỗi người chúng ta đều bị đau lưng một lần trong đời. Và tôi nói tới đây chắc quý vị cũng hiểu là cái cảm giác đau lưng nó như thế nào. Tôi có nói nhiều về đau lưng ở những cái video khác, ví dụ như là video số 58 ở trên chùa. Tuy nhiên trong cái video này tôi nói kỹ hơn về đau lưng, đặc biệt là cái phần gai cột sống và thoát vị đĩa đệm, cũng như là giải thích kỹ hơn về các trị liệu. Tin vui là hầu hết những cái cơn đau lưng đều có thể ngăn ngừa và chữa trị dứt điểm. Các biện pháp đơn giản như giảm cân, thay đổi tư thế ngồi, tư thế làm việc và tập vật lý trị liệu rất có hiệu quả trong chữa trị đau lưng. Và thuốc giảm đau lưng có những tác dụng phụ nên chúng ta chỉ uống khi nào mà đau và thật sự cần thiết. Đau lưng có thể có nhiều lý do. Tại vì cấu trúc vùng lưng của chúng ta là một cấu trúc phức tạp. Quý vị hãy xem cái hình tôi vẽ ở đây. Vùng lưng của chúng ta được cấu tạo là không có đối xứng. Có nghĩa là phần xương sống lưng của chúng ta nằm hẳn về phía sau chứ không có nằm ngay trung tâm. Và đây là nơi tập trung nhiều khớp xương, cơ bắp, dây thần kinh cột sống và dây chằng. Và đây cũng là nơi chứa các dây thần kinh nhánh, các mạch máu rất là quan trọng để cung cấp máu ở phần dưới của cơ thể. Và những dây thần kinh và mạch máu này kiểm soát hoạt động của phần dưới cơ thể của chúng ta. Vì vậy, tổn thương tới bất kỳ cái chỗ nào trong cái vùng phức tạp lưng của chúng ta đều khiến cho chúng ta bị đau lưng. Và cân nặng ngày càng là một trong những lý do dẫn tới đau lưng. Hiện nay Hoa Kỳ là một trong những nước mà có số người thừa cân nhiều. Tôi nói cụ thể là 70% dân số Hoa Kỳ là thừa cân và 42% dân số thuộc dạng béo phì. Và tất cả những cái chỉ số này đều ảnh hưởng tới việc đau lưng. Và người Việt tại Hoa Kỳ nói chung và người Việt khắp nơi ngày càng tăng cân so với những năm về trước. Và hút thuốc lá cũng có thể khiến cho chúng ta bị đau lưng nặng hơn. Như vậy các lý do chính gây ra đau lưng là gì? Đầu tiên là giãn hay tổn thương dây chằng hay cơ bắp ở vùng lưng của chúng ta. Đây là cái lý do mà rất là nhiều quý vị mắc phải. Tại vì sao? Chúng ta khiêng đồ nặng, tư thế sai, quý vị ráng kéo và bị đau lưng. Hoặc là cứ ngồi khom lưng, hoặc là khiêng đồ không đúng. Tất cả những cái này khiến cho cái trọng lực của chúng ta bình thường nó đã lệch. Tại vì cái lưng nằm về hẳn về phía sau, bây giờ cộng thêm cái tư thế sai nữa, nó sẽ càng khiến cho lưng chúng ta bị đau hơn. Đau kiểu này là có những cái triệu chứng như đau nhức, buốt, đau kinh khủng và sẽ đỡ hơn khi mà chúng ta nằm nghỉ hoặc chúng ta ngồi nghỉ. Và đau kiểu này thường phục hồi nhanh một vài ngày hoặc tối đa là một vài tuần. Và đôi khi quý vị chỉ cần uống chút xíu thuốc giảm đau thì nó sẽ hết hẳn hoàn toàn. Một trong những quan điểm sai lầm là đau lưng cần phải nghỉ ngơi hoàn toàn. À, cái này không đúng. Thay vào đó khi mà chúng ta đau lưng thì chúng ta tập cử động vừa phải, đừng có bị đau. Tại vì bằng cách đó chúng ta dần dần phục hồi lại cái vị trí. Và đây cũng là cái nguyên lý tập trị liệu chữa đau lưng. Lý do thường gây đau lưng thứ hai là thoát vị đĩa đệm. Đây là một trong những cái lý do mà khi chúng ta lớn tuổi chúng ta dễ gặp. Là tại vì giữa những cái đốt sống của chúng ta, như quý vị xem hình ở đây, thì có cái đĩa gọi là đĩa đệm. Thì cấu trúc của cái đĩa này làm từ sụn cứng. Theo thời gian thì cái sụn này nó bị mòn, bị yếu đi. Ở giữa cái phần sụn cứng này có cái lõi. Và khi mà trọng lực nó cứ ép lên cái đốt sống chúng ta theo thời gian, đặc biệt là chúng ta ngồi sai tư thế hoặc là chúng ta nặng, chúng ta thừa cân, thì những cái đĩa này bị xẹp xuống. Quý vị cứ tưởng tượng như là cái bánh mà bị ép là như vậy, thì nó lệch cái vị trí đi ra ngoài. Và khi nó lệch vị trí ra ngoài, nó gọi là thoát vị đĩa đệm, là chính xác cái tên như vậy, là cái vị trí nó thoát ra. Và khi nó đi ra ngoài tí xíu, thường là nó sẽ ép lên cái dây thần kinh cột sống ở ngay phía sau đó.
giống như cái hình tôi vẽ ở đây. Và đau lưng dạng này, dây thần kinh, nghĩa là những cái cảm giác tê, buốt và đôi khi chúng ta mất cảm giác. Và nhiều trường hợp nếu mà đau lưng nặng thì khiến cho cái vùng chân chúng ta, cái vùng thân dưới của chúng ta bị yếu đi. Một trong những lý do khác gây ra đau lưng là gai cột sống. Gai này được tạo ra từ sự hình thành của các xương thừa, hay còn gọi là bony spurs, xung quanh những cái đốt xương sống. Và những cái gai này nó có thể ép vào dây thần kinh, ép vào những cái nhánh dây thần kinh và khiến cho chúng ta bị đau dạng thần kinh. Thì cả gai cột sống và thoát vị địa điểm đều có một cái điểm chung là có những cái lực bên ngoài ép lên dây thần kinh cột sống của chúng ta ở phía sau lưng và khiến cho chúng ta bị đau. Vì vậy tập vật lý trị liệu là một trong những cách tốt nhất để chữa đau lưng dạng này, tại vì giúp cho cơ thể và dây thần kinh quen với cái vị trí bị ép và từ đó khiến cho cái chức năng phục hồi nó dễ hơn. Và trong nhiều trường hợp nếu mà cái việc bị ép này nó nguy hiểm và ép nặng thì phẫu thuật có thể là một lựa chọn tốt. Lý do khác khiến cho chúng ta bị đau lưng là bị thoái hóa khớp sống lưng. Thì tôi nói nhiều về bệnh thoái hóa khớp, đơn giản là chữa những cái xương của chúng ta có những cái sụn bảo vệ, giống như là cái bánh xe giữa cái nền xe với mặt đường. Thì khi mà chúng ta lớn tuổi cũng giống như xe chúng ta đi nhiều thì bánh nó mòn đi, cái sụn nó cũng mòn đi và cái phần xương và xương nó dễ tiếp xúc với nhau dẫn đến bị đau hơn. Thì ở trường hợp của đốt sống lưng cũng vậy, khi mà cái phần sụn là cái phần đĩa đó giữa những cái đốt này nó bị mòn, bị yếu đi thì cái phần xương tiếp xúc cũng nhiều hơn, khiến cho chúng ta bị đau. Những lý do khác nguy hiểm kết hợp với cái thoái hóa cột sống là bị loãng xương. Thì tôi có nói nhiều về chủ đề loãng xương ở những cái video khác, nhưng mà loãng xương ở cột sống rất là nguy hiểm. Tại vì phần lớn những cái lý do vỡ xương hay gãy xương cột sống do bị ép là từ bệnh loãng xương mà ra. Thành ra, cái cách mà chúng ta ngăn ngừa bị gãy xương cột sống cũng giống như bảo vệ cơn đau lưng của chúng ta là chúng ta phải biết chắc rằng mình không có bị loãng xương. Và quý vị nhớ xem lại cái video về loãng xương và những cái video khác về đau lưng để hiểu thêm về vấn đề này. Những cái lý do khác có thể dẫn đến đau lưng, ví dụ như nhiễm trùng vùng cột sống hay nhiễm trùng vùng xương chậu, chấn thương, tai nạn hay là ung thư di căn tới xương. Nó tóm lại là tất cả những cái gì mà ảnh hưởng tới cái vùng lưng của chúng ta đều có thể khiến cho chúng ta bị đau lưng. Bây giờ chúng ta nói về chẩn đoán đau lưng. Thì đa số đau lưng của quý vị sẽ được bác sĩ hỏi về bệnh sử, ví dụ như đau khi nào, lúc đó đang làm gì, có đỡ hơn khi nằm nghỉ hay không, mà tư thế nào khiến đau hơn. Những câu hỏi này sẽ giúp cho chúng tôi biết được đau lưng của quý vị là loại nào trong những cái loại trên. Và các triệu chứng khác nguy hiểm hơn, ví dụ như tê chân, yếu chân, có thể gợi ý là dây thần kinh của chúng ta có thể bị ảnh hưởng. Và bác sĩ có thể cho những cái xét nghiệm khác để tìm ra cái lý do đau lưng rõ ràng hơn. Ví dụ như là chụp X-ray ở vùng lưng. Thì đây là một cái dạng chụp hình ảnh để xem các thoái hóa khớp, xem những cái gãy xương hay là những cái hẹp lỗ thần kinh. Lưu ý là chụp X-ray loại này không thấy được chi tiết các phần mềm, ví dụ như dây chằng, dây thần kinh cột sống hay là cơ bắp. Vì vậy, nhiều bác sĩ sẽ gửi quý vị đi thẳng tới chụp MRI hay còn gọi là chụp cộng hưởng từ hoặc là chụp CT cắt lớp. Thì những cái dạng chụp hình ảnh này sẽ cho thấy cái hình ảnh của cột sống, xương và những cái phần mềm rõ hơn. Và tùy trường hợp thì bác sĩ quý vị sẽ cho quý vị chụp hình có chất cản quang hay không để xem có những cái dấu hiệu có khối u hay là những cái vấn đề liên quan tới mạch máu. Chụp loãng xương DEXA là một trong những cái cách để mà chúng ta tìm ra bệnh loãng xương. Và tôi có nói về bệnh loãng xương và chụp DEXA ở những cái video khác. Chúng ta xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu để xem những cái bệnh lý khác, ví dụ như nhiễm trùng, bệnh tự miễn, bệnh gút hay là các bệnh lý khác có liên quan tới toàn bộ cơ thể. Xét nghiệm gọi là phân tích dây thần kinh hay còn là EMG study. Thì đây là cách đo tín hiệu dẫn thần kinh từ cột sống tới các cơ bắp ở cái vùng dưới cơ thể của chúng ta.
thì đây là cách để xem là những dây thần kinh có bị tổn thương hay không. Bây giờ tôi sẽ nói về chữa trị đau lưng. Phần lớn cơn đau lưng của quý vị thật ra sẽ tự khỏi nếu như chúng ta nghỉ ngơi và hạn chế vận động. Đa số bệnh nhân sẽ bớt đau với các thuốc giảm đau tự mua ở hiệu thuốc. Tôi nói ví dụ như là Tylenol hay là Ibuprofen, Naproxen. Thường những cái thuốc mà họ NSAID thường có tác dụng phụ là gây ra sốc bao tử hoặc là cũng có thể ảnh hưởng tới thận. Quý vị không nên uống quá nhiều và nhớ hỏi với bác sĩ về cái liều dùng của mình. Xin lưu ý là tôi không có tư vấn hay bán thuốc online gì cả. Nhiều người xấu lấy cái video của tôi, cái hình ảnh của tôi để giả danh và bán thuốc và tư vấn và dụ dỗ quý vị. Quý vị cần phải cẩn thận, tại vì tôi chỉ khám bệnh trực tiếp và chữa bệnh trực tiếp tại văn phòng của tôi tại California. Nếu như cơn đau lưng của quý vị kèm theo các dấu hiệu của căng cơ bắp thì bác sĩ có thể sẽ cho quý vị uống các thuốc giãn cơ và cyclobenzaprine hoặc là baclofen. Thì các thuốc này thỉnh thoảng có những tác dụng phụ là chóng mặt và nhức đầu, thì quý vị cũng nên hỏi kỹ. Thuốc giảm đau á phiện, ví dụ như Norco, Vicodin hay là Oxycodone là những cái thuốc mà liên quan họ narcotics. Thường là những thuốc này tôi chỉ dùng trong những trường hợp đau dữ dội, đau cấp tính hoặc là có liên quan tới ung thư. Tại vì những cái thuốc này về lâu dài có những tác dụng phụ rất là nguy hiểm. Tại nên tôi khuyên bệnh nhân là chỉ dùng thuốc đau lưng khi mà chúng ta thật sự cần thiết. Và nếu mà chúng ta bị đau lưng mãn tính thì chúng ta không nên uống những cái thuốc này. Tác dụng phụ của những thuốc narcotics này rất là nguy hiểm. Ví dụ như là mất trí nhớ, làm cho chúng ta bị yếu trong cái việc thở, táo bón và nhiều biến chứng khác. Một cái thuốc khác để chữa đau lưng là thuốc chữa trầm cảm. Mặc dù nó ghi là chữa trầm cảm, antidepressant, nhưng mà đây là một trong những loại thuốc rất là hữu hiệu để chữa đau lưng. Một cái họ thuốc khác là thuốc chữa đau thần kinh, mà tôi cũng hay nói nhiều lần trên YouTube là gabapentin hoặc là Lyrica. Thì đây là những loại thuốc mà giảm viêm thần kinh khi mà dây thần kinh chúng ta bị ép trong cái trường hợp mà thoát vị địa điểm hoặc là gai cột sống. Tôi muốn nhấn mạnh tí xíu về vật lý trị liệu trong chữa đau lưng. Tại vì vật lý trị liệu là một trong những cách chữa trị đau lưng hữu hiệu nhất và an toàn nhất. Cách mà chúng ta tập vật lý trị liệu cho đau lưng là chúng ta tập vừa phải, tập trong cái khả năng mà chúng ta chịu được. Có nghĩa là đau lưng, ráng cử động chút xíu và nếu quá đau thì chúng ta ngừng ở thời điểm đó. Và tôi có làm rất là nhiều video về tập trị liệu để giảm đau lưng trên cái kênh YouTube này. Thì quý vị có thể xem lại trong phần tập trị liệu giảm đau. Quý vị sẽ thấy là đau hầu như ở bất cứ nơi nào trên cơ thể là tôi cũng đều có hướng dẫn tập trị liệu giảm ở cái vùng đó. Những cái cách chữa đau lưng khác là chúng ta chích steroid thẳng vào lưng chúng ta hoặc là chích ở cái vùng gần đó. Trong trường hợp mà quý vị bị đau kinh khủng thì chúng ta có thể cài một cái dạng gọi là bơm thuốc giảm đau hay còn là pen pump, giống như một cái cột bơm mà cứ bơm trực tiếp thuốc giảm đau là mỗi một vài giờ vào cái khu vực bị đau. Nếu như những cách ở trên, ví dụ như thay đổi tư thế, uống thuốc, tập vật lý trị liệu, thậm chí là chích vào lưng mà chúng ta vẫn không bớt, thì chúng ta sẽ dùng phẫu thuật và mổ. Thường mổ sẽ có hiệu quả nếu như những cái lý do gây ra đau lưng rõ ràng trên hình ảnh. Tôi nói ví dụ như là chúng ta thấy có một cái vị trí ở L3, L4 bị chèn do thoát vị điểm và bị chèn hơn phân nửa, thì trong trường hợp đó chúng ta mổ, chúng ta lấy cái phần bị chèn là cắt cái phần đĩa ra, thì trong trường hợp đó phần lớn bệnh nhân sẽ đỡ hơn. Quý vị cần phải thảo luận rất kỹ với bác sĩ của mình về cái việc mổ chữa trị đau lưng, tại vì mổ có những cái biến chứng rất là nguy hiểm và có thể ảnh hưởng tới khả năng phục hồi. Một câu hỏi tôi hay nhận được là khi mà chúng ta bị đau lưng thì chúng ta nên chườm nóng hay là chườm lạnh? Thì cả hai cách chườm là chúng ta lấy nước đá hoặc là chúng ta lấy một cái bình nóng nên cái vùng bị đau đều có tác dụng giảm đau. Tùy trường hợp mà quý vị có thể dùng chườm nóng hay là chườm lạnh. Chườm lạnh là khi mà chúng ta muốn giảm máu chảy tới cái vùng đó hoặc là muốn giảm sưng, thì trong trường hợp đó là quý vị bị bong gân, quý vị bị cái bàn chân chúng ta bị bong gân, hoặc là quý vị đi đá banh hoặc là tập võ những cái gân nó bị bong gân sưng ra, thì chườm lạnh có thể tốt hơn. Trong khi đó thì chườm nóng kích thích máu chảy tới cái vùng bị đau, vùng bị sưng và làm thư giãn ra.
Như vậy trong trường hợp này thì đau lưng trường đau tốt hơn, tại vì khiến cho những cái dây chằng, những cơ bắp này nó giãn ra và kích thích máu tới cái vùng này. Bệnh nhân cần phải đi gặp bác sĩ gấp nếu như đau lưng có những cái triệu chứng nguy hiểm sau đây: đau lưng kéo dài vài tuần và không cải thiện khi uống thuốc và nghỉ ngơi, cơn đau kéo dài xuống phần dưới chân và dưới đầu gối, quý vị cảm giác như yếu bàn chân của mình, không đi đứng được, đi tiểu tiện khó khăn, và có những cái dấu hiệu bệnh khác, ví dụ như sốt, yếu trong người, khó thở hoặc là đau lưng khiến cho việc đi đứng không vững. Tóm lại, đau lưng là một bệnh rất hay thường gặp xảy ra ở mọi người, do tư thế đi đứng, làm việc, do giới tính, do tuổi tác, do bệnh lý hay là những cái lý do khác. Và chữa đau lưng tốt nhất là tìm ra lý do chính để chữa, như sửa tư thế ngồi, giảm cân và tập thể dục và ăn uống cân bằng là cách tốt để ngăn ngừa đau lưng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Winfrey, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp.